Chiều ngày 23 tháng 7, LCK chứng kiến một cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển đang sở hữu hai God của nền liên minh điện thoại đang thi đấu. Đó là T1 của Faker và Freecs của ngài Morgan vĩ đại. Trong các cặp trận gần đây, T1 luôn cho thấy sự bất ổn, ngay cả khi được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các đối thủ. Và bản thân KDF hay gần nhất là BRO cũng đều chơi với 500% công lực khi chạm mặt những nhà đương kim vô địch. Ở cặp trận với BRO chiều qua, điều tương tự cũng xảy ra khi trận đấu rất đáng được chú ý này đã kết thúc với thắng lợi 2-1 đầy vất vả dành cho những nhà đương kim vô địch của LCK, T1. Những tưởng BRO đã có thể tạo nên địa chấn với thắng lợi thuyết phục ở ván 1, nhưng may mắn cho T1 là họ đã kịp tỉnh ngủ và có cú lội ngược dòng thành công. Ngày hôm nay, hãy cùng Hoàng Sama nhìn lại cặp trận đầy hấp dẫn đó nhé. Trước khi bắt đầu đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình các bạn nhé. BRO lựa chọn bên phía của đội xanh ở ván đấu đầu tiên, còn T1 thì ở bên phía của đội đỏ. Chúng ta có thể thấy rõ ràng BRO lựa chọn một đội hình chủ động ép giao tranh tổng với nhiều chiêu cuối hiệu quả như Na, Poppy, cộng với bộ boss mạnh nhất trong meta hiện tại là Kalista và Mumu. BRO là vị tướng chốt sổ của BRO để có kèo đẩy đường tốt và có khả năng tăng tiến sức mạnh về sau. Còn bên phía của T1, họ lựa chọn đội hình 3 carry mạnh về late game là Gwen, Azir và Aphelios xạ thủ, cộng kèm theo dàn chắn xin dao và khả năng bảo kê của Tamken trong tay Keria để các chủ lực được xả sát thương. Các vị tướng mà BRO cầm đó là Lucian và Draven nhắm thẳng vào Gumayusi, Talia hot meta và cuối cùng là hai tướng thuận tay Gangplank và Lee Sin nhắm vào lần lượt Zeus cũng như Honor. Còn đối với T1, họ cầm đi hai vị tướng được lựa chọn nhiều nhất ở thời điểm hiện tại là Jerry, Koki và tướng Inside để tránh bị cướp các chiêu cuối khó chịu, cùng cuối cùng là Wukong đi rừng. Khá lạo rằng đương kim vô địch lại bỏ trống một lượt cấm cuối phase 2. Ngay ở những phút đầu tiên, BRO đã chủ động xâm chiếm lãnh thổ của T1 với hai cú quy trúng liên tục. BRO ép được hai phép bổ trợ của Keria. Chỉ hơn 1 phút sau đó, BRO lại tiếp tục tước đi thanh tẩy của Aphelios với cú quy trúng lần thứ 3 liên tiếp của D-Line. Nếu các bạn để ý, vòng dừng của Ammu là từ cánh trên xuống và hệ quả đây là ở phút thứ 5, BRO đã lộ rõ ý đồ đánh bot của mình. Ammu kêu gọi lava xuống cánh dưới nhưng khả năng cover của Honor là khá tốt, T1 phản ganh và lấy về chiến công đầu dành cho Gumayusi. Tuy vậy, BRO không bỏ cuộc và có những điểm hạ gục cân bằng ngay sau đó. Nhìn vào những trận đấu gần đây của T1, có thể thấy các đối thủ của họ rất chăm hỏi thăm xuống khu vực đường dưới với nhiều những lần gành. Và đúng như một vị bình luận viên nào đó đã từng nói, đường dưới mà có Gumayusi thì chưa bao giờ là yên bình cả. 2 phút sau, cả hai đội lợi dụng con cua làm cái cớ để đánh nhau. T1 là người chủ động với một pha phân chia thiên hạ của Faker hòng bắt lava nhưng không thành. BRO sau đó nhận ra Gumayusi không còn tốc biến và dồn sát thương, triệt tiêu Aphelios. Sau khi Guma gục, Honor chỉ gỡ gạc lại cho T1 bằng mạng của D-Line để rồi cũng đi theo xạ thủ của mình. Việc có được sự chủ động đã giúp cho BRO có được sứ giả đầu và rồng đầu, giúp họ ăn được gần hết những lớp giáp trụ ở khu vực đường giữa. Phút thứ 14, T1 tổ chức tấn công người cánh tim của BRO là ngài Morgan để hạn chế sức mạnh của đường tối cao. Phút thứ 19, BRO tổ chức ép chết Faker với 4 người để lấy lợi thế về người trước khi con rồng thứ 3 ra đời. Trong thế thua người và do di chuyển cũng như áp lực của Morgan, T1 đành phải bỏ con rồng. Guma khi thấy Rai dùng chiêu cuối liền tốc biến chạy về phía, còn Honor cũng may mắn sống sót với bán nguyệt thường. T1 tổ chức phản công với pha dịch chuyển của Faker. BRO bị ép vào trong thế khó, nhiều thành viên yếu máu và hệ quả là họ mất đến 3 người sau khi ăn rồng thành công. Phút thứ 22, sau khi nhận thấy bộ ba Honor, Gumayusi và Keria đang di chuyển lẻ ở khu vực hàng Baron, BRO tổ chức pha bắt bớ với chiêu cuối của Ammu. Dù Guma ngay lập tức bốc hơi nhưng T1 vẫn giang giao tranh với cú phân chia thiên hạ kiến tạo trong đồng đội, nhưng lượng sát thương là không thể đủ. BRO với 5 người quét sạch đối phương và có phần thưởng khuyến mãi là con Baron đầu tiên của ván đấu. Tận dụng tốt bộ lợi Baron, BRO có được một cửa ở khu vực đường dưới và thêm 2 trụ đường trên của T1. Phút thứ 27, ngài Morgan lên tiếng rõng ra khi có to đầu thần sớm Zeus trong một nỗ lực đẩy lẻ hòng gỡ gạc lại về lượng trụ cũng như kinh tế. Phút thứ 29, BRO tổ chức ép Baron với cú chiêu cuối của Poppy. Họ đập văng Honor ra lấy Baron như đồ trong túi. Ăn xong Baron, BRO dùng vòng xoáy không gian để ăn con rồng thứ 5 và lấy linh hồn rồng lửa. Bởi vì bên kia, T1 phải bỏ đợt lính mega rất xấu ở khu vực đường dưới. Phút thứ 32, trong một nỗ lực mở giao tranh bất thành ở khu vực đường giữa, T1 đã mất đi tất cả. Khi nhận thấy Morgan và Lava đang đẩy nát hai cánh của mình, T1 cố gắng trở về phòng ngự và Faker là người đầu tiên lên bảng, dù Keria đã cố gắng cứu với ngậm nuốt. Và khi Gumayusi bị bắn gục bởi Hena, T1 vỡ trận hoàn toàn và bị BRO quét sạch, vượt lên dẫn trước trong cặp trận BO3 với tỷ số 1-0. Một bàn thắng rất thuyết phục dành cho các thành viên BRO khi mà họ luôn có sự chủ động trong mọi tình huống cũng như lối macro rất clean để hạ gục nhà vua. Đi lại là người được vinh danh với một con Amumu làm rất xuất sắc trong việc đi đường và mở giao tranh ở giai đoạn sau. Ở ván 2, T1 đã chấn chỉnh lại trong giai đoạn cấm và chọn khi lựa chọn một đội hình chủ động và có khả năng mở giao tranh tốt với những Na, Xayah, Nocturne và Nautilus. Guma thì tiếp tục lựa chọn Aphelios để đảm bảo lượng sát thương đầu ra ở giai đoạn sau. Còn với Briar, họ khác hẳn game 1 khi lựa chọn đội hình tương đối bị động và sẽ chờ đợi khi 3 mũi nhọn sát thương Gwen, Koki và Dịch lên tiếng khi có đủ trang bị. Kết hợp với đó là Xayah của Amty và Rakan của D-Line. 5 lượt cấm của T1 bao gồm hai vị tướng rất thành công của Briar ở ván 1 là Rai và Kalista, tướng mạnh trong meta là Talia. Gangplank nhắm vào thành Morgan và cuối cùng là Tamken để loại bỏ khả năng cover chủ lực của đối thủ. Briar tước đi 3 xạ thủ, tiếp tục nhắm vào Gumayusi với Jerry, Lucian, Draven và hai lượt cuối loại bỏ hai tướng tử của Honor là Virgo và Lee Sin. Sau pha post game làm khán giả có đôi chút sốt ruột, điểm nhấn của ván đấu đầu tiên đến từ T1. Honor sau vòng dừng 6-3 đã tiến hành hỏi thăm đường trên ở phút thứ 4 nhưng chỉ ép lui ngài Morgan chút xíu. Khoảng hơn 30 giây sau đó, Amty có pha trả đũa lên cánh trên của T1 với pha xử lý rất tốt của ngài Morgan. Riot lấy được điểm chiến công đầu, hơi đen là ngài lại bị mấy con creep hạ đẳng đánh gục mà thôi. Phút thứ 7, Honor ghé thăm đường trên lần 2 và lần này anh đầu tư cả tốc biến để cùng Zeus hạ gục Gwen bên phía bên kia. Phút thứ 8, T1 bất ngờ đổi Gumayusi và Keria lên đường trên, hòng dùng con sứ giả Honor ăn được để bơm tiền từ giáp trụ và cả tiền trụ một toàn bản đồ dành cho thái tử nhà mình. Điều này đã báo hại Zeus cùng lúc khi anh xuống cánh dưới phòng thủ và bị hạ gục bởi pha khống chế tốt đến từ bộ ba Amty, Henna và D-Line. Phút thứ 11, khi thấy Morgan đứng cao bởi trụ một đường trên đã không còn, không phải là Honor nữa mà đích thân chủ tịch lên đường trên để tiễn Morgan về nhà bằng đường hàng không. Sau đó 3 phút, T1 kêu gọi Honor xuống cánh dưới và họ thành công trong việc shutdown Henna, mớm mạng cho Aphelios của Gumayusi khi cả hoang tưởng lẫn thủy lôi tầm nhiệt đều bồi vào. Chỉ hơn chục giây sau đó, Faker là người lên bảng khi Marion đầu tư gói hàng của Koki và chiêu cuối của Rakan. Phút thứ 23, pha giao tranh tổng đầu tiên của ván đấu diễn ra. Morgan và Amty lao vào tính bắt Keria nhưng ý đồ tấn công đã bị dập tắt với đồng hồ ngưng động và sau đó là hoang tưởng của Nocturne. Ngài Morgan dường như mất kiên nhẫn đến nỗi ngài lao lên khi dùng sau chiêu cuối, nhưng khi 4 người của Briar lao lên hạ được Keria ở hàng rồng thì họ lại quên mất Henna bơ vơ lạc lõng ở tuyến sau để rồi bị Faker tiêu diệt. Ngược lại, Guma free shot và thế là Brion tan vỡ hoàn toàn khi bị quét sạch. T1 có được con rồng 4 và con Baron ngay sau đó, khai thác gian trụ ngoài của Brion. Phút thứ 28, Brion mở giao tranh rất nhanh với Poppy và Rakan, khiến Aphelios của Gumayusi chết trên không. Tuy nhiên, việc giao tranh chấp xạ thủ thì T1 đã quá quen thuộc rồi. Rất dùng chiêu cuối để tạo tiền đề cho T1 giao tranh 4-5. Faker cướp chiêu cuối bộ pháp thần tốc và quẩy cực căng ở tuyến sau, lấy về 2 mạng hạ gục trước khi lên bảng. Phút thứ 33, sau khi T1 có được con Baron thứ 2, họ triển khai đẩy dặn trụ 3 của Brion và từ đây tình huống combat cuối cùng nổ ra. Brion lao vào hủy diệt Zeus nhưng Honor lại rất tỉnh khi tắt đèn one shot Henna. Khi bật đèn xong, Brion thấy xạ thủ của mình đã mất tiêu, trong khi đó T1 vẫn còn dư sát thương với Faker và Gumayusi. T1 chỉ đơn giản là dùng tiền đè người, lao vào nhà chính cân bằng tỷ số 1-1 trong cặp trận này. Chủ tịch là người nhận được điểm POC với một con Xayah nhiều sát thương nhất đội và múa dẻo như một vũ công chuyên nghiệp vậy. Bước vào ván đấu quyết định, Briar sang bên phía của đội xanh và T1 trở lại đồ đỏ như ở ván 1. Ngài Morgan cùng đồng đội lựa chọn một đội hình tương đối cơ bản với 3 dàn chắn vừa chống chịu vừa giao tranh là Na, Poppy và Rakan. Trong khi đó hai carry của họ sẽ là Briar và Xayah. Còn đối với T1, họ lựa chọn một đội hình vốn nhiều hiệu ứng cũng như khả năng giao tranh tốt không kém Briar với các chiêu cuối mạnh như Gangplank, Galio, Nautilus kết hợp với khả năng make play của Lee Sin và một Aphelios sẽ được bắn thoải mái của Gumayusi. Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu đã xảy ra một pha liên hoan sắc thịt ở cấp độ 1. Đội trưởng Faker của T1 dẫn đầu khi kích thú săn mồi. Briar thì phản công với cú ủi e của Poppy và cú xuất hiện hành tráng của Rakan, nhưng họ làm trượt hết tất cả và mất đi chiến công đầu vào tay Zeus. Phút thứ 5, ngài Morgan chơi dại khi cố quang quy phá biến về của Zeus để rồi bị Honor sút bay về tận bệ đá cổ. Gần như ngay sau đó, đứng dưới của Briar muốn có pha lao lên tấn công nhưng cú W mù mắt của D-Line đã phá hỏng hết tất cả và anh phải trả giá bằng mạng sống của mình khi Faker đảo từ mid xuống. Trong những phút sau đó, Briar có thêm được một số điểm hạ gục nhỏ lẻ nhưng T1 kiểm soát mục tiêu rất tốt với hai rồng và sứ giả. Phút thứ 17, T1 chủ động tấn công với lượng hiệu ứng từ Galio và Nautilus. Họ hạ gục được Amty và Lava. Duy chỉ có Honor là quá hừng khi quy vào giữa đội hình địch và phải nằm lại. Phút thứ 22, Briar tổ chức bắt lẻ chủ tịch Faker và T1 quyết định hy sinh con Galio để ăn Baron, đồng thời có được linh hồn rồng ngay sau đó. Với con Baron đầu tiên, T1 tổ chức ăn được hai trụ đường giữa của Briar, cộng kèm thêm hàng khuyến mãi là Amty. Với việc đẩy mạnh lợi thế, T1 dần tạo khoảng cách về tiền từ 5.000 lên tới 7.000. Phút thứ 29, T1 tổ chức BRO để đẩy mạnh hơn những lợi thế và bắt được thêm ngài Morgan. Nhưng thêm một lần nữa, Honor lại bị nội tại ẩn của Lee Sin. Sáu gầm chúng là phải bay vào với vô ảnh cước làm mở mắt và để rồi bị hạ gục một cách không đáng có. Hậu quả là phút thứ 30, Briar có được dòng ngàn tuổi và hy vọng kéo dài vào đấu. Sau khi có được dòng ngàn tuổi, Briar có được liên tiếp 2 mạng và giảm bớt áp lực mà T1 tạo ra trước đó. Phút thứ 36, T1 tận dụng lợi điểm khi có nhiều hiệu ứng khống chế để hủy diệt ngay lập tức D-Line để ra ép vào khu vực hàng dòng ngàn tuổi. T1 ngưng ngăn dòng và chuyển sang giao tranh với Faker. Honor lao vào kết hợp với siêu giáng thế để ép chiêu cuối và tốc biến của Xayah. Khi cả Lava và Hena bốc hơi với lượng sát thương khổng lồ và một Gangplank full đồ tới từ Zeus đẹp lại, Briar tàn vỡ hoàn toàn và để mất dòng ngàn tuổi vào tay của T1. Những nhà đương kim rạch tràn thẳng vào nhà chính của Faker và chấm dứt ván đấu căng thẳng, kết thúc cặp trận BO3 mà họ đã làm những người hâm mộ phải hít quá trời bình oxy cũng như uống thuốc trợ tim. Rất có điểm POG thứ 10 của mình với Gangplank gây sát thương rất ấn tượng với kỳ đầy hoàn hảo 1004. Nhìn chung, đây là một cặp trận BO3 tưởng dễ cho T1 mà lại khó khăn đến không ngờ. Một thắng lợi quan trọng giúp T1 tạm thời đóng chiếm ngôi đầu và họ sẽ cổ vũ cho hàng One Esports trong cuộc chiến gặp Gen Z Esports sắp tới. Đồng thời, 2 thắng lợi tuần này cũng giúp cho đương kim quán quân để bước vào tuần 7 gian nan với KT roster và đặc biệt là Gen Z Esports đang chờ sẵn. Còn đối với Faker, họ cũng giống như Kwangdong Freecs, họ đã thi đấu xuất sắc vượt kỳ vọng và không hề thể hiện sự yếu ớt của đội bát bảng chút nào. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp đồng đội cũng như ngài Morgan cải thiện nhiều hơn ở lượt về để ít nhất thoát kiếp bát bảng. Sau khi chứng kiến trận đấu giữa T1 và Faker khép lại, Hoàng Sama tự đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà các đội cửa dưới như Kwangdong Freecs, hàng One Esports hay Faker lại có thể đánh lên đồng như vậy khi và chỉ khi gặp T1. Còn mỗi khi gặp các đội như Gen Z Esports hay Damwon Kia, họ chỉ đơn giản là nằm sấp và hứng chịu. Quả là một bí ẩn cần có lời giải đáp anh em ạ. Cuối cùng, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video. Anh em nghĩ gì về trận đấu thú vị này? Hãy để lại comment phía dưới để Hoàng Sama được biết nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube để ủng hộ mình đấy. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.